Ngay những năm tháng đầu đặt chân đến nước Nga, bác đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhà thơ Osip Mandelstam. Khi trò chuyện với Nguyễn Ái Quốc năm 1924 về văn hóa phương Đông, ông đã viết bài Thăm một chiến sĩ quốc tế cộng sản đăng trên tờ Ngọn lửa nhỏ. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Đó cũng chính là điều mà những người làm phim Hồ Chí Minh với nước Nga muốn tìm hiểu và lý giải cho cả series phim về tầm vóc vĩ đại vượt lên thời gian không gian của Hồ Chí Minh. Công cuộc đổi mới đất nước đã đưa Việt Nam tiến những bước dài trong thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bạn bè Nam Châu đã sát cánh cùng Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ và trong sự nghiệp xây dựng đất nước đều vui mừng và tự hào về một Việt Nam vươn lên trong bom đạn đói nghèo, trở thành tấm gương sáng trong phong trào giải phóng dân tộc và xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới. Góp phần làm nên những thành công đó có công lao của nhiều thế hệ người Việt Nam. Trong bộ phim này, xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một số hình ảnh về những người Việt Nam được Bác Hồ chọn và gửi đi đào tạo tại Liên Xô năm 1954. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu. Đó là câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Để làm được việc đó, khi đất nước còn ăn khó, Bác đã gửi 100 thiếu nhi và 100 thanh thiếu niên sang học tập tại nước Nga. Có một câu hỏi đặt ra là vì sao Bác lại gửi thế hệ trẻ Việt Nam sang nước Nga học tập mà không phải một quốc gia nào khác? Để lý giải cho điều này, qua các tài liệu sách báo và những nhân chứng, chúng tôi hiểu rằng Bác chọn nước Nga, chọn chủ nghĩa Mác Lênin là con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, và Bác cũng chọn nước Nga để gửi gắm những người chủ nhân tương của đất nước. Thì năm 1955 là Bác sang thăm Liên Xô. Đấy là cái chuyến đi đầu tiên sau khi Hà Nội giải phóng miền Bắc. Thì lúc đó chúng tôi còn là học sinh ở Liên Xô, cũng đã được đi đón, rồi là được dự những cái cuộc nói chuyện của Bác. Thì sau đó mới được biết rằng là chính là Bác đã qua cái chuyến thăm đã tranh thủ được cái sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô để mà khôi phục đất nước. Thì chúng tôi là những cái người mà chính là Bác chỉ đạo để đưa sang Liên Xô học tiếng Nga để chuẩn bị làm việc với chuyên gia Liên Xô khi mà miền Bắc được giải phóng và chuyên gia Liên Xô bắt đầu làm. Thì có thể nói chúng tôi đã rất là tự hào là cái lớp người đầu tiên, một trong những cái lớp đầu tiên đã được Bác Hồ đưa sang Liên Xô để học tập, để mà về góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lúc bây giờ. Từ những bức ảnh của một thiếu nhi Việt Nam trong số 100 người được Bác gửi sang Liên Xô học tập, cầm trên tay những bức ảnh đã lên màu thời gian, chúng tôi như được sống lại cùng với người phụ nữ nay đã ở tuổi xế chiều. Bà như được hóa thân bước ra từ trong bức ảnh, những kỷ niệm xưa tràn về trên gương mặt của bà Lưu Tuấn Nga. Hồi đấy trường tôi là có 100 học sinh. 100 học sinh Việt Nam được Bác Hồ gửi sang đấy. Thế thì lúc đầu chúng tôi định học cái trường thiếu nhi quốc tế, nhưng mà các nước người ta không gửi. Thế thì bác sang, bác mới bảo nếu mà bây giờ cho chúng tôi về thì cũng ngại vì xa quá.
Thì bác nói với chính phủ Liên Xô là Bộ Giáo dục Liên Xô ấy là cho chúng tôi học như là những trẻ con mồ côi của đại chiến thứ hai. Thế là chúng tôi ở hoàn toàn như là các con em mồ côi đại chiến thứ hai. Thế và tiêu chuẩn tất cả các thứ như thế thì chúng tôi học cùng với người Nga và cũng không có phiên dịch. Cứ thế là học trực tiếp. Kỷ niệm về lần đầu gặp bác, câu chuyện và thời gian xảy ra đã lâu, nhưng ấn tượng về lần gặp bác khi còn là một cô bé ít tuổi nhất trong đoàn thiếu nhi được cử sang học tập ở Liên Xô. Nhớ lại khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, qua lời tâm sự, tâm tình của bà, những chi tiết trong câu chuyện dẫn chúng tôi về một thời khắc cách đây hơn nửa thế kỷ. Cứ mỗi lần bác sang ấy, bác cho chúng tôi gặp đón sân bay này, xong rồi đến gặp chúng tôi này, xong rồi cho từng tốp đến gặp bác ở nhà. Ở cái chỗ đồi Lê Nhìn nhà nghỉ của bác ấy, bác hỏi tôi là thế cháu học có giỏi không? Và từ khi bác cháu sang đây cháu học gần năm thôi ạ. Thế là bác mới quay lại thì bác mới lấy cái huy hiệu và bác đưa cho tôi thì nó bé bằng bốn đốt ngón tay, thì tôi cứ nghĩ là đấy là cái thẻ cái huy hiệu đoàn cơ, thì trong cái phong bì mà tức là đây là huy hiệu của bác đấy, thì tôi vẫn giữ. Và cuối cùng là tôi không ngờ lại trong 100 chúng tôi là chỉ có một mình tôi có cái huy hiệu này thôi. Khi mà bác mất thì tôi cứ đeo cái này mãi cho đến lúc mà sau đấy được khoảng đến 100 ngày bác thì tôi mới cất cái huy hiệu này đi. Thế tôi đứng đằng sau bác thì tôi mới đùa tôi nghịch, tôi cù sau cổ quá bác cái này. Thế bác hỏi chứ cháu làm cái gì sau lưng bác thế? Thế tôi sợ quá tôi bảo cháu nhặt mấy cái tóc bạc của bác mà. Hết giờ thì bác mới kéo tôi xuống bác hôn. Thì các bạn nó thấy hôn tôi thì bác mới thấy chúng nó cứ nhìn tôi thì bác mới bảo bác hôn đứa nào con gái bé nhất. Lần nào bác sang ấy, bác cũng cho gọi các cháu thiếu nhi hoặc là bác trực tiếp đến thăm các trường này trường nọ, nhưng mà bác cho gọi các cháu thiếu nhi đến. Ở Mạc Tư Khoa thì có cái trường trung học Hồ Chí Minh, thì bác đến gọi đến sứ quán rồi bác chơi với các cháu, rồi bác cho các cháu kẹo, rồi là vui vẻ với các cháu, với để cảm ơn các thầy các cô. Khác với bức ảnh thiếu nhi của bà Lưu Tuấn Nga, đây là bức ảnh 100 thanh thiếu niên được cử sang Nga học năm 1954, và đây cũng là bức ảnh hiếm hoi của số thanh thiếu niên lớn. Tại thủ đô Moscow, chúng tôi tình cờ gặp gỡ hai cựu học sinh Việt Nam trong số 100 thanh thiếu niên được cử sang Liên Xô học tập năm 1954. Chúng tôi, nhóm phóng viên và hai cựu sinh viên cùng đến nhà các giáo viên đã từng dạy các anh chị. Đón chúng tôi là các cô giáo ở tuổi ngoài 80 nhưng còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn, và rất vui khi được gặp lại học sinh của mình từ Việt Nam sang. Hôm nay chúng tôi lại có dịp gặp gỡ những cựu học sinh yêu quý của chúng tôi vào ngày 4 tháng 10 năm 1954. Các em học sinh từ Việt Nam sang Moscow học tiếng Nga để sau đó các em có thể vào đại học và học được nghề nghiệp cần thiết cho Việt Nam khi đó. Các học sinh được phân bổ vào ký túc xá của Viện Trung ương Đào tạo các nhà quản lý giáo dục nhân dân trên phố Karolenko. Ở đây có một trường nội trú. Chúng tôi, những giáo viên trẻ, đã dạy các học sinh của mình trong 2 năm, và chúng tôi rất yêu quý các em. Các em rất dễ xúc động, rất chu đáo. Các em yêu tiếng Nga và rất thích học tiếng Nga. Các em được làm quen với nền văn hóa Nga. Chúng tôi luôn bên cạnh các em. Các em đều trẻ trung, rất trẻ, và chúng tôi cũng rất trẻ. Chúng tôi luôn cảm thấy thú vị khi dạy dỗ các em. Chúng tôi đã rất yêu quý các em, và hiện nay cũng vậy. Mặc dù các em đã trưởng thành, và chúng tôi đã có tuổi, khi đó, suốt cả ngày chúng tôi làm việc với các em, từ sáng tới chiều. Bởi vì buổi sáng là những tiết học môn này, rồi sau đó là những tiết học môn khác. Sau đó, chúng tôi trực với tư cách là các cô trông nom các em, như những người bạn của các em, để giúp các em làm bài tập, giúp các em biết được những gì đang diễn ra ở nước Nga, ở Liên Xô khi đó.
Và chúng tôi đã song hành cùng các em trong một thời gian dài. Trong không khí thân tình, mọi người cùng ôn lại một thời rất xa, nhưng cũng thật rất gần. Nhớ tất cả mọi người cùng học, nay mỗi người một cương vị, một cuộc sống khác nhau, dù thành đạt hay là những người bình thường, nhưng có một nét chung, lớp học đầu tiên đã đóng góp không nhỏ cho công cuộc xây dựng và phát triển sau này của đất nước. Tất cả các em đều học trong các trường đại học của nước tôi. Họ được hưởng thụ một nền giáo dục tốt và đã trở thành những chuyên gia đang rất cần cho đất nước mình. Trong số học sinh của chúng tôi, có Vũ Khoan là Phó Thủ tướng của Việt Nam. Ngôi trường mà chúng tôi đã từng học ở đó có rất nhiều người yêu tiếng Nga. Có thể kể ra một vài em, đó là Nguyễn Tuyết Minh, Vũ Thị Huệ, Thúy Toàn và nhiều em khác nữa. Các em truyền bá nền văn hóa Nga, truyền bá tiếng Nga ở Việt Nam với một sự nhiệt tình đặc biệt. Học sinh của chúng tôi còn có những nhà phiên dịch rất giỏi, có các kỹ sư, các chuyên gia lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống. Người học sinh mà bà Sophia nhắc đến đầu tiên, nhớ lại những thời xa xưa. Lúc bây giờ bác mới ví cái trường đại học Lomonosov với cái trường đại học New York, thì bác cũng đã từng buôn ba ở bên Mỹ rồi. Thì bác mới nói rằng thì là nếu mà so với trường, hai trường với nhau ấy, thì trường Lomonosov là một cái cô gái đẹp, còn trái lại trường tổng hợp New York là một cái bà già. Thế cái người phiên dịch mới dùng tiếng Nga, cái bà già là Starukha. Starukha thì bình thường là đúng là bà già. Nhưng bác bảo không phải, không phải Starukha đâu, mà bác nói là ba ba cơ. Tức là cái như là mẹ bổi ấy, chứ không phải là một bà già. Mặc dù bận trăm công ngàn việc khi đi công tác tại Liên Xô, bác đều sắp xếp thời gian để gặp các thanh thiếu niên học sinh đang học tập tại đây. Thời gian đã trôi đi hơn nửa thế kỷ, nhưng những lần gặp bác vẫn không phai mờ trong ký ức của bà giáo hiền lành, rất yêu Việt Nam. Bà đã kể lại cuộc gặp gỡ bác Hồ với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam sẽ đến thăm. Chúng tôi háo hức chờ đợi người, chờ đợi và tất cả đều rất hồi hộp. Chúng tôi suy nghĩ về việc đón tiếp người như thế nào. Các em đi tham quan cả, và chỉ có tôi là ở lại trực Nhật. Rồi bỗng nhiên có một người nói, đồng chí Hồ Chí Minh tới rồi. Người tranh thủ đi thăm tất cả những nơi ăn ở của các em. Tôi có ấn tượng đó là một con người rất nồng hậu. Rất nồng hậu, rất chu đáo, hay cười. Và người nói tiếng Nga rất tốt. Để học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, bác đã tự học tiếng Nga ở mọi lúc mọi nơi. Sức học của bác qua câu chuyện của ông Vũ Khoan và khi gặp các học sinh Việt Nam cho thấy bác hiểu và nắm chắc tiếng Nga như thế nào. Bác cao tuổi như vậy và ở cương vị cao như vậy vẫn cứ học tiếp. Tôi đã có dịp kể là khi tôi được vào dịch cho bác ở phủ chủ tịch gặp cái phóng viên của Liên Xô, của cái thời báo Liên Xô, lúc bây giờ tiếng Nga nó gọi là Novoye Vreme đấy. Thì trong khi chờ đợi thì thấy bác lấy thuốc lá ra bác hút, nhưng mà đồng thời với cái điếu thuốc lá thì có một cái mảnh giấy. Ở trong cái hộp thuốc lá lấy ra thì bác mới xem cái mảnh giấy đó. Và thấy bác nhẩm tiếng Nga, thì tôi ngạc nhiên quá, tôi bảo là bác vẫn học tiếng Nga. Và đúng, bác cũng quên nhiều rồi, do đó nên bác cũng phải học. Thì mỗi ngày là bác hút mất 20 điếu thuốc, tức là bác phải mở 20 lần mở cái hộp thuốc lá này ra. Do đó nên là 20 lần, ít nhất bác cũng có thể nhớ được khoảng 10 chữ, còn rơi dụng mất 10 chữ. Thì cứ mày nó tích nhiều thành đại như vậy, cứ mỗi ngày 10 chữ như vậy thì bác cũng nhớ lại được cái tiếng Nga rất nhiều. Người nói không nhanh lắm, nhưng người nói bằng tiếng Nga. Người trả lời tôi, và lúc đó có một học sinh bước ra. Đó là Tuấn Anh. Em bị ốm, bởi em cùng các bạn đi bơi ngoài sông và bị cảm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi, tại sao cháu bị ốm? Em trả lời, cháu đi bơi. Em dùng từ Blue Valley, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sửa lại, không phải là Blue Valley, mà Bla Valley. Có mặt trong văn phòng, anh Thế Khôi và chị Tuyết Minh là những học sinh gắn bó với nước Nga và có tình cảm thật đặc biệt với nước Nga. Nhớ về một thời xa xưa, họ vui vẻ cho chúng tôi biết. Năm 54 sau khi đình chiến rồi thì chúng tôi là một trong số 100 người được Bác Hồ cử sang đây để học tiếng Nga. Thì phải nói là hồi đấy chúng tôi cũng còn trẻ con, mới học được hết lớp 7. Thì sang Nga thì không có từ điển, không có sách giáo khoa, không có gì cả. Thế nhưng mà lại học rất hiệu quả. Vì cứ cô giáo cứ chỉ cái này là cái này thì chúng tôi lại lặp lại, cái kia là cái kia thì chúng tôi lại lặp lại. Thế và có lần rất là buồn cười mà tôi nhớ mãi, tức là cô giáo thì chúng tôi lặp lại, cô giáo bảo là bài tập về nhà như thế này các em đã hiểu chưa? Chúng tôi bảo, hiểu rồi, vì tiếng Nga thì là không có chữ chưa và rồi mà nó chỉ có cái ngữ điệu thôi. Hiểu rồi, đến hôm sau không ai làm bài cả. Thế cô giáo bảo tại sao lại bảo hiểu rồi mà không đứa nào làm bài? Thế bọn tôi ngơ ngác không hiểu gì. Thế cô giáo mới cô giáo đấy là cái cô tính rất là bộc trực, cô nói luôn là drasuche, tức là xin lỗi ý thế, tức là bực mà nói. Bọn tôi tất cả đều đứng dậy rất nghiêm chỉnh, nói là drasuche uichinitsa manyafa ivanovna. Thế cô giáo bật cười vì cô giáo hiểu là chúng tôi không hiểu chứ không phải là chúng tôi không làm bài. Thì chúng tôi nói chung là rất ham học, vì hồi kháng chiến không được học mà, cho nên là phải nói là tình cảm của chúng tôi và cô giáo này không đơn thuần là chỉ của cô giáo học trò, mà rõ ràng các cô giáo là bảo mẫu. Vì chúng tôi tiếng thì không biết nhé, kể cả cái sinh hoạt rất lạ lắm với mình mà, cho nên bất cứ cái gì cũng là cô giáo chỉ. Từ cái lúc ăn cũng phải bày cho ăn cái này ăn cái kia, thế rồi thì là những giờ đi chơi thì cô giáo dẫn đi như là không khác gì một cái cô mẫu giáo mà dẫn bọn trẻ con đi chơi vườn hoa. Nhưng mà bất cứ cái gì chúng tôi cũng hỏi, chỉ cây hoa này tên là gì cái kia, thì cho nên là chúng tôi học bằng cách đấy. Nhưng cũng không ngờ là sau chỉ một năm dưới mà chúng tôi đều đọc được các tác phẩm văn học như của Tôn Tôi và thơ của Pushkin cũng thuộc nhé. Thì đến giờ nhiều lúc chúng tôi ngồi cười với cô giáo bảo chẳng có phương pháp gì cả, chẳng có sách giáo khoa, chẳng có từ điển, mà không biết bằng cách gì mà chúng tôi lại học tiếng Nga nó lại nhanh như thế, mà lại nắm được cái tiếng Nga nó vững như thế. Tôi lại được chọn là một trong số 100 người đi học tiếng Nga, mà tôi biết chắc chắn cái lớp tiếng Nga này là do Bác Hồ. Bởi vì chúng tôi đến Moscow mùng 4 tháng 10 năm 1954, thì mùng 4 tháng 11 năm 1954, tức là cũng năm ấy, bức thư của Bác Hồ gửi cho chúng tôi đã đến tay chúng tôi. Và trong đó thì Bác dặn rất rõ ràng là, tôi nhớ cái nội dung của nó là các cháu đã được đảng nước cử sang đây để đi học tiếng Nga, để trở thành những người cán bộ phục vụ nhân dân. Vậy điều thứ nhất là phải học tập cho thật tốt, phải chăm chỉ. Điều thứ hai là phải kính trọng, kính yêu các thầy cô giáo của mình. Điều thứ ba Bác dạy, tức là các cháu là tuổi thiếu nhi, các cháu phải đoàn kết đó, với các bạn thiếu nhi Liên Xô. Thì cái bức thư đó, tôi cho đấy là một cái tài liệu lịch sử có ý nghĩa rất lớn về cái sự đánh giá của Bác Hồ đối với vai trò của tiếng Nga trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, mà Bác đã chỉ đạo cái điều đó ngay từ khi thành lập nước. Kỷ niệm về Bác, đặc biệt là sự chu đáo của Bác, được nhắc đến rất nhiều ở buổi gặp mặt tình cờ này. Tôi rất là ngỡ ngàng mà cũng còn lo sợ nữa, tại vì mình nói thế dù sao nó cũng có một cái khoảng cách đối với lãnh tụ mà. Thế mà là còn trẻ, gọi là trẻ con nữa chứ. Thì tôi đi cùng với anh Vũ Kỳ và chị Xuân Phương. Chị Phương là làm cũng bạn học của chúng tôi nhưng đang dịch ở sứ quán. Thì đến lần đầu tiên là tôi đang lo lắng là gặp Bác, thì mình không hiểu là phải làm gì. Thế nhưng mà rất may là Bác từ xa đi lại và Bác quàng vai tôi và gọi là rất thân thiết, hỏi là thế cháu ở này là học lớp mấy, ở đâu, trường nào, như thế nào. Thế thì chỉ ngồi một tí thôi thì Bác được thôi, Bác cháu mình xuống ăn cơm đi. Thế thì tôi xuống ăn cơm, ngồi cạnh Bác thì không kiểu như mình ngại không gấp ăn nữa. Nhưng Bác bảo ui, Bác cứ thì thầm, Bác bảo cái món này là ngon lắm, sinh viên mình chỉ có tiền mà ăn, cháu phải ăn luôn nhá. Nhưng mà tôi lại không biết ăn cái trứng cá cái thứ mà, thì Bác bảo ở đây bao lâu mà dạy thế không biết ăn trứng cá. Thế sau đấy thì đến lúc tôi nhớ mãi là lúc về thì trước khi mình ăn xong rồi đây thì còn một cái hộp kẹo rất to, thì Bác là bảo là bé mở cái hộp kẹo này ra, Bác gọi là bé mà hộp kẹo này ra,
thì tôi ngần ngại vì thấy hộp kẹo nó đẹp mà mình mở ra có ai ăn có mấy người. Bác cứ mở, bác bảo mở thì mở đi. Thế thì tôi chưa hiểu ý đồ nhưng mà tôi cứ mở ra. Thì chỉ ăn 2-3 cái, sau đấy bác mưa gói lại bác cho tôi để đem về để mời các bạn ở trường. Bác bảo là không có các bạn tị được đi gặp bác Hồ về để chẳng có quà gì. Từ những sinh viên được đào tạo ở nước Nga đầu tiên, tiếp nối là hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam được cử sang Nga đào tạo, học tập như Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, Đại học MGIMO, Trường Đại học Phương Đông, Trường Đại học Lâm nghiệp Saint Petersburg, Trường Địa chất Mỏ và rất nhiều trường đại học khác trên lãnh thổ Liên bang Nga. Những sinh viên được đào tạo ở nước Nga đã trở thành những cán bộ chủ chốt cho nhiều ngành nghề. Không những thế, Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta những cơ sở vật chất cơ bản cho sự phát triển nền kinh tế và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam hôm nay. Điều quan trọng nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh sau khi thống nhất đất nước Việt Nam, bao gồm cả những mối quan hệ với các nước láng giềng. Về nguyên tắc, Liên Xô luôn ủng hộ Việt Nam. Tình hữu nghị đó đã được thể hiện cụ thể trong các dự án lớn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước các bạn. Xây dựng những nhà máy lớn trong lĩnh vực năng lượng, luyện kim, công nghiệp chế biến, chế tạo máy. Khi Việt Nam bắt đầu khai thác nguồn dầu khí của mình, thì Liên Xô cũng là nước đầu tiên ủng hộ Việt Nam về nhiều mặt, như đào tạo cán bộ, tổ chức những công việc vô cùng phức tạp về lĩnh vực này. Hiện nay, Việt Nam đã ứng dụng được nhiều điều học hỏi ở Liên Xô để xây dựng phát triển kinh tế của mình. Đó là cơ khí Trần Hưng Đạo, cơ khí trung quy mô, những nhà máy cơ khí đầu đàn của Việt Nam do Liên Xô giúp đỡ. Trong lĩnh vực khai thác mỏ, những mỏ than lớn với công nghệ lò giếng hiện đại ở Mông Dương, Quảng Ninh và khai thác lộ thiên mỏ Cao Sơn là những sự đầu tư về vật chất vô cùng to lớn của chính phủ Liên Xô dành cho Việt Nam. Trong lĩnh vực nhiệt điện và thủy điện, hàng loạt nhà máy như Thủy điện Hòa Bình, nhiệt điện Phả Lại đã góp phần không nhỏ trong sự đi lên của Việt Nam. Một kỹ sư Liên Xô từng tham gia xây dựng nhiệt điện Phả Lại cho chúng tôi biết. Không phải ngẫu nhiên mà tôi với tư cách chủ tịch hội hữu nghị Nga-Việt đã từng có 4 năm làm việc ở Việt Nam. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã từng làm việc ở những hạng mục xây dựng những nhà máy điện mà theo di chúc của Hồ Chí Minh thì đó là những công trình điện khí hóa đất nước của Việt Nam. Các bạn biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Theo ý nguyện của người, nhà máy thủy điện Hòa Bình phải được xây dựng trong lòng núi đá Hoa Cương để nếu có chiến tranh thì vẫn cung cấp được điện. Chính vì vậy, hàng loạt các nhà máy được thiết kế an toàn, thỏa mãn nhu cầu điện của Việt Nam. Đó là nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhiệt điện Phả Lại, thủy điện Trị An. Trước yêu cầu năng lượng cho nền kinh tế của Việt Nam, các chuyên gia Liên Xô đã phải làm việc ngày đêm và tiến độ các nhà máy đều rút ngắn thời gian trước một năm. Trong công cuộc xây dựng thì chúng ta biết là bao nhiêu công trình to lớn ở đất nước ta cũng là do Liên Xô cả. Tất nhiên bây giờ thời gian nó qua rồi, những công trình ấy thì bây giờ có nhiều công trình khác nữa, nhưng mà làm sao chúng ta quên được cái nhà máy thủy điện Thác Bà, làm sao chúng ta quên được cái nhà máy thủy điện sông Đà, làm sao chúng ta quên được cái nhà máy thủy điện Chi An, làm sao chúng ta quên được cái công trình dầu khí Việt Xô Petro, làm sao chúng ta quên được cái cơ khí Hà Nội. Thế mà trong khi đó Liên Xô đâu có phải là giàu. Liên Xô giàu về tài nguyên thôi, chứ là trình độ phát triển cũng chưa phải là thu nhập đầu người đâu có phải cao. Thế nhưng mà họ đã dành cho ta cái đó thì mình rất là trân trọng. Những thành quả từ những công trình do chính phủ Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sau này vẫn phát huy hiệu quả trong công cuộc đổi mới đất nước. Nguồn năng lượng từ khai thác than, từ thủy điện, nhiệt điện, cơ khí, dầu khí của Liên Xô đã giúp Việt Nam phát triển kinh tế vượt bậc. Khi các nhà máy điện bắt đầu vận hành, ngành nông nghiệp bắt đầu chuyển biến. Trước đây chủ yếu là trâu cày, những chiếc máy cày của Belarus rất ít. Nước thì được tát bằng gầu, khi có diện tích trồng trọt tăng lên, mùa màng cũng bội thu hơn. Khi tôi sang Việt Nam năm 1987, đó là năm khó khăn của Việt Nam. Nhưng tới năm 1990,
Khi nhiệt điện Phả Lại đi vào hoạt động hết công suất, các tổ máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu được đưa vào hoạt động, thì lúc đó diện tích trồng trọt được mở rộng và Việt Nam từ nước thiếu lương thực đã trở thành nước xuất khẩu gạo. Cho đến hôm nay, không chỉ có các sinh viên Việt Nam được tiếp tục gửi đi đào tạo ở Liên bang Nga, mà các trường đại học trên nước Nga cũng mở thêm rất nhiều khoa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay của hai đất nước. Tại Viện Viễn Đông, ban đầu chúng tôi chỉ đào tạo chuyên gia về Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên. Hiện nay chúng tôi đào tạo sinh viên Việt Nam. Chúng tôi còn nghiên cứu cả những quốc gia khác như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia. Nhưng Việt Nam từ trước tới nay và Việt Nam học vẫn là một trong bốn chương trình lớn nhất. Chúng tôi có 700 sinh viên các nước, trong đó có 65 sinh viên học tiếng Việt. Các sinh viên Việt Nam học tiếng Nga ở trường chúng tôi được học chương trình nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ. Và giờ đây, viện chúng tôi là chi nhánh của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Viễn Đông. Đó là một địa chỉ tốt để sinh viên Việt Nam tới học tập. Đánh giá về Việt Nam hôm nay, bà Viện trưởng Viện Phương Đông có những nhận xét hết sức thú vị với chúng tôi. Với tôi, Việt Nam là đất nước của những con người dũng cảm. Đó là những con người yêu lao động, có chí hướng, kiên định. Có nghĩa là những con người luôn khơi dậy niềm tự hào và sự kính trọng. Đó là dân tộc không cho phép ai đè bẹp họ trong vòng nhiều thế kỷ. Và rất nhanh, rất năng động. Như người ta vẫn nói, người Việt Nam thông minh, sáng tạo, học giỏi, luôn đứng dậy trên đôi chân của mình sau những gì đã xảy ra và đang phát triển hưng thịnh. Có gì đó chúng tôi cần phải học hỏi ở Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Đánh giá về sự giúp đỡ chí tình của chính phủ và nhân dân Liên Xô, có lẽ những lời nói sau đây cũng đã phản ánh đầy đủ sự giúp đỡ đầy tình nghĩa và hết sức có hiệu quả đó. Cái mà Liên Xô giúp đỡ ta lớn nhất là con người. Biết bao nhiêu cái thế hệ con người Việt Nam đã từng học tập, được nuôi dưỡng, được đào tạo các thứ, được bao bọc bởi tình yêu của người Liên Xô. Thì có những cái lúc mà thế hệ lãnh đạo của chúng ta đó, hầu hết là học ở Liên Xô. Cái thế hệ chúng tôi, khi tôi tham gia công tác thì là như thế: Tổng Bí thư cũng học Liên Xô, Chủ tịch nước cũng học Liên Xô, Thủ tướng cũng học Liên Xô, Phó Thủ tướng cũng học Liên Xô, bao nhiêu bộ trưởng học Liên Xô. Không có những người đó thì không có cái lớp, cái đào tạo ở Liên Xô thì làm sao có cán bộ được. Đấy là tôi trong chính quyền thôi, chứ còn trong kinh tế thì vô cùng nhiều, trong khoa học nhiều lắm, trong quân đội nhiều lắm. Thế thì cái mà Liên Xô giúp đỡ là cái không những vật chất đâu, mà cái tinh thần quan trọng lắm. Ta chưa kể những ủng hộ về tinh thần, về tất cả các thứ khác nữa, về ngoại giao, về các mặt khác. Những thành công trong công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hôm nay có sự giúp sức của rất nhiều bạn bè trên thế giới. Nhưng trong đó, sự đóng góp của Liên Xô trước đây và nước Nga hôm nay là vô cùng to lớn và hiệu quả. Nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô. Điều này đã được khẳng định qua cuộc gặp gỡ của lãnh đạo hai nhà nước Việt Nga hôm nay. Sự giúp đỡ chân tình, nặng nghĩa anh em bè bạn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khởi xướng và cho đến hôm nay vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái. Tất cả những việc làm, những tình cảm của nước Nga dành cho Việt Nam trước đây và hôm nay như nhắc chúng ta phải gìn giữ và xây đắp cho tình hữu nghị đó ngày càng phát triển rực rỡ như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người tìm đường đến với nước Nga gần một thế kỷ. Vì lợi ích trăm năm trồng người, đó là câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Để làm được việc đó, khi đất nước còn rất gian khó, bác đã gửi 100 thiếu nhi và 100 thanh thiếu niên sang học tập tại nước Nga. Đó là câu chuyện mà chúng tôi kể với các bạn trong bộ phim này.